Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên mình đang đi lắp đặt một chiếc máy giặt của Candy Investor giặt 966, mẫu mã là ROVK 4966 DVKH C gạch 1 S. Trên đây là cái máy mà mình đã khui hộp ra và đây đang chuẩn bị di chuyển vị trí lắp đặt cho khách hàng. Đây, trên đây là cái máy giặt này, các bạn nhìn thấy máy giặt này thì nhìn cũng khá là sang và nhìn đẹp. Đây là mặt trước của máy. Máy giặt Candy này thì là thương hiệu thì của xuất xứ thương hiệu thì Italy, nhưng mà thường thường là sản xuất ở Trung Quốc. Con máy này cũng sản xuất ở Trung Quốc thì các bạn cũng biết rồi ấy, Trung Quốc thì là một công xưởng của thế giới rồi. Cái điều này ai cũng biết rồi. Máy này thì có công nghệ inverter này, có chất liệu lồng giặt thép không gỉ này, khối lượng giặt tối đa là 9 cân sau giặt nha các bạn nhá. 9 cân sau giặt chứ không phải là 9 cân khô đâu nhá. Nhiều bạn cứ nhầm tưởng giữa cái việc mà 9 cân khô và 9 cân sau giặt. Tốc độ vòng quay lớn nhất là 1400 vòng trên phút. Đa phần các hãng bây giờ đều là tốc độ vòng vắt đều 1400 vòng trên phút. Các chương trình hoạt động, các chương trình giặt nhanh là 14 này, 29, 30, 39, 44, 59 phút. Đây là các chương trình giặt nhanh. Bảng điều khiển bao gồm 15 chương trình. Điện áp sử dụng của cái máy này rơi vào 220V đến 240V. Thường đa phần các hãng nào cũng sử dụng với cái mức điện áp như thế này rồi. Trọng lượng máy là 68kg. Đây là công nghệ của máy, cân nặng của máy. Máy thì có cái công nghệ là Wi-Fi và Bluetooth, cho phép kết nối với các thiết bị thông minh hoặc smartphone. Cái này thì mình có thể sử dụng cái tính năng app là Candy SimFi ở trên hệ điều hành Android hoặc là iOS đều có hết. Hai cái nền tảng CS Play và App Store đều có hết. Play Store và còn đều có hết những cái tính năng này. Đây là mình đang test thử cái quá trình test thử máy, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng để kiểm tra tất cả các chi tiết của máy, các phần lắp đặt và phần bên trong của máy có bị sự cố gì hay không. Và mình tiếp tục mình test hết một lượt các chức năng, mỗi chức năng mình test một chút thì mình để kiểm tra xem nó các chức năng có hoạt động bình thường không. Bình thường như thế này, sơ như thế này.
là ví dụ như chẳng hạn, nhưng mà cô đồ thì cô rất là bẩn đúng không ạ? Cô muốn giặt sơ qua trắng thì nó sẽ cấp lên, thì là mình sẽ cho xà phòng vào đây. Vâng đúng rồi, nếu mà mình giặt bình thường thì mình cho, thì mình cho vào đây đúng không ạ? Có nghĩa là nó sẽ cập ở đây trước, giặt ở lần này trước và sau đó bắt đầu mới đến giặt lần này. Đây là khoảng lắp đặt rất là đơn giản.